Alo, xin chào các em. Các em có nghe cô rõ không? Dạ nghe ạ. Em có thấy cái slide của cô chiếu lên chưa? Dạ rồi ạ. Slide có rồi hả em? Thấy rồi nhé không? Slide á. Rồi. Alo. Cô bắt đầu với bài giảng của ngày hôm nay, đó là đau khớp ở trẻ em. Mục tiêu của bài giảng thì chúng ta biết cái cách khỏi bệnh ha. Trước một cái bệnh nhi đến khám vì đau khớp, chúng ta trình bày được những cái đặc điểm khi khám lâm sàng và chỉ định được các xét nghiệm trong đau khớp ở trẻ em cũng như trình bày được các nguyên nhân của đau khớp ở trẻ em. Đau khớp ở trẻ em á, nó rất là thường gặp và có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nó gồm những cái bệnh từ rất nhẹ cho đến nguyên nhân trầm trọng mà đôi lúc là ác tính nữa. Cho nên nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thì khi mà chúng ta tiếp cận một bệnh nhân bị đau khớp á, thì chúng ta cần xác định các tình huống cần xử trí cấp cứu trước cái đã. Thí dụ như những trường hợp mà mình thấy rằng là mình tiếp cận, mình khám bệnh nhân đó, một bệnh nhân đến hỏi mình qua điện thoại mà em nhận biết được đó là một cái tình huống nguy hiểm cần cấp cứu. Thí dụ như là những cái nhiễm trùng do vi trùng ha. Nó có sốt cao, nó có đau dữ dội bệnh nhân, hoặc là lúc em khám em thấy có dấu hiệu nhiễm trùng vân vân, thì những trường hợp đó em phải xử trí trước. Khi mà em đi tìm nguyên nhân, em phải xử trí cho người ta nhập ở cái phòng khám đó, em thăm khám trước khi nếu mà em nghi ngờ cái gì đó cấp cứu. Có nghĩa là trong mọi tình huống chúng ta phải coi coi cái đó cần cấp cứu hay không trước cái đã, trước khi em đi vô cái đi tìm những cái nguyên nhân khác của cái đau khớp, tại vì nó có rất là nhiều nguyên nhân đó. Cái ý cũng muốn nói là như vậy. Và chẩn đoán dựa vào việc khám lâm sàng ha, sự hiện diện của viêm của một hay nhiều khớp, tình huống xuất hiện, mỗi cái tình huống nó đều khác nhau hết á, có những cái triệu chứng ngoài da hay tổng quát đi kèm hay không đó. Thì cái này là cái mà cô muốn chia sẻ, đó là một bệnh nhân đau khớp mình coi nó viêm một hay nhiều khớp, chút nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Thì cái đó nó hướng cho em chẩn đoán nguyên nhân đó, và từng tình huống xuất hiện nữa, cũng như là những cái triệu chứng tổng quát đi kèm có hay không. Đó là trước một bệnh nhân đau khớp chúng ta lưu ý các điểm như vậy. Và định nghĩa đau khớp nó là gì? Nó là một cái biểu hiện đau ở vị trí một cái khớp hay là vùng quanh khớp. Tại sao vùng quanh khớp? Là tại vì đứa nhỏ đó nó không có biết, nó khó xác định cho mình lắm. Bệnh nhi á,
mình hỏi nó đau ở đâu, có khi nó chỉ chung quanh đó, chứ nó không có chỉ được cái khớp đâu. Cho nên đối với bệnh nhi á, thì là nếu nó chỉ được trúng cái khớp thì nó dễ, còn nếu nó lấy ngón tay nó chỉ cho em nó đau ở vùng quanh khớp thì chúng ta cũng cũng phải lưu ý. Lý do khám bệnh ở bệnh nhi á, ngoại trừ chấn thương ha, chấn thương thì dễ rồi, nó đau khớp sau khi nó té ngã thì lúc đó mình chẩn đoán nó dễ rồi, thì thường thường nó đến khám với chúng ta là nó than đau, hoặc là ở giai đoạn muộn rồi á thì là triệu chứng là mình khám là đã cứng khớp rồi, hoặc là nó đến với mình với triệu chứng là cái khớp nó sưng lên ha, mình khám mình thấy sưng nóng đỏ đau, hoặc là cái khớp nó đã bị biến dạng, hoặc trong trường hợp bệnh nhân đến thấy cái nó yếu cơ, thấy nó sử dụng một cái chi nào đó chẳng hạn không được chẳng hạn, nó yếu cơ, hoặc là cái khớp đó mất chức năng hoàn toàn. Mất chức năng có nghĩa là gì, là cái khớp đó nó không cử động được, nó đau, nó không cử động được, không còn cái chức năng của một cái khớp nữa. Thì những cái lý do đến khám bệnh đó, nó đa dạng, ngoại trừ là nếu nó có một cái chấn thương thì nó dễ rồi. Thì khi chúng ta hỏi bệnh, cái phần này nó rất là quan trọng để chẩn đoán nguyên nhân. Chút nữa chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân nó rất là nhiều, nhiều nguyên nhân lắm. Muốn xác định được cái nguyên nhân thì chúng ta cần hỏi bệnh thật là chính xác. Thì trong cái hỏi bệnh á, về tiền căn thì chúng ta cần xem xét là có tiền căn về chấn thương hay không thì dễ rồi ha. Tiền căn sưng đau khớp trước đây có nhiễm siêu vi trước đây hay không, bệnh nhân có viêm họng trước đây hay không, nó rất quan trọng. Chút nữa chúng ta sẽ thấy những cái bệnh nào nó đi kèm khi khai thác tiền căn, chúng ta thấy có những cái tiền căn như vậy. Vị trí sau đó là vị trí đau hơn, và chúng ta sẽ đếm cái số lượng khớp đau, một hay nhiều khớp, và cái đau đó nó có tính chất di chuyển hay không. Chúng ta hỏi cái thời điểm đau ở trong ngày, chút nữa cô sẽ nói rõ tại sao cần hỏi cái thời điểm đau trong ngày. Giảm đau khi nghỉ ngơi hoặc là dùng thuốc, hay tăng khi vận động. Cái này cũng là một cái đặc điểm, chút nữa cô sẽ nói rõ hơn. Và nhất là trong cái hỏi bệnh á, chúng ta hỏi khởi phát cơn đau, thời gian đau dưới 15 ngày thì nó là đợt cấp không? Còn trên 15 ngày mà dưới 3 tháng á, thì là nó trung bình chính giữa. Còn trên 6 tuần thì nó là mãn tính, nó kéo dài và mãn tính. 6 tuần là 1 tháng rưỡi ha em ha. Nó có những cái khúc mà nếu mà nó rõ ràng là trên 6 tuần thì em có thể coi như là mãn tính rồi. Còn có một số nó lưng lửng chính giữa, nó lưng lửng chính giữa, trong trường hợp đó chúng ta cần lưu ý đến những nguyên nhân nào thì nó sẽ nằm lưng lửng ở đó. Chút nữa nha, chúng ta sẽ xem các slide tiếp. Các dấu hiệu đi kèm á, thì mình để ý dấu hiệu ngoài da hay toàn thân. Thí dụ như có sốt, có phát ban, bé có giảm cân hay không, có đau bụng hay không, có tổn thương ở mắt hay không. Đó là những cái dấu hiệu chúng ta cần lưu ý. Tiền căn gia đình có bệnh bệnh là vẩy nến, viêm đại tràng mạn, những cái bệnh tự miễn á, viêm khớp đốt sống mãn tính, những cái bệnh tự miễn hay không. Đó là trong cái hỏi bệnh chúng ta lưu ý những cái điểm như vậy. Bây giờ cô qua cái phần như nãy cô nói, đặc tính của cái đau khớp á, như đây cô hỏi ha, thời điểm đau trong ngày và nó giảm đau khi nghỉ ngơi hay dùng thuốc hay tăng khi vận động. Cái đặc điểm này nè là tại sao vậy? Thì á, khi chúng ta biết những cái đặc điểm đau do nguyên nhân cơ học hơn, nó khác với đau do bệnh cảnh của một hiện tượng viêm
cái nguyên nhân nó hoàn toàn khác nhau. Mình nghĩ đến một cái đau khớp do cơ học, khi mà cái triệu chứng đau khớp nó xuất hiện khi mà bệnh nhân gắng sức nhiều, khiêng một đồ nặng, chạy bộ nhiều, làm cái gì có vận động thể lực nhiều, có gắng sức. Và thường nó vào cuối ngày, ít khi đau vào lúc sáng sớm, tại vì bữa tối nằm nghỉ rồi, không có sử dụng cái khớp đó. Cho nên nó sử dụng quá nhiều trong ngày thì thường nó đau vào cuối ngày. Và ít khi sáng sớm, bữa tối ngủ đâu có sử dụng cái khớp đó, cho nên nó ít đau vào lúc sáng sớm. Cơ học mà em, nguyên nhân cơ học. Và nó giảm khi nghỉ ngơi, có nghĩa là khi mà bệnh nhân nằm nghỉ không có sử dụng cái khớp đó, cơ học đó, thì sẽ bớt đau. Và nó không có làm cho bệnh nhân thức giấc ban đêm. Buổi tối nằm nghỉ thì nó ít có bị giật mình dậy do đau. Đó là mình hướng, nếu mà có những cái đặc điểm này á, thì mình hướng nhiều đến nguyên nhân cơ học. Còn nếu trong trường hợp có những đặc điểm sau đây thì chúng ta cần nghĩ đến bệnh cảnh do viêm. Thí dụ như đánh thức bệnh nhân dậy ban đêm. Tại vì cái hiện tượng viêm lúc nào nó cũng có, ban ngày ban đêm gì nó cũng có hết á. Cho nên nếu nó đánh thức bệnh nhân dậy ban đêm thì mình nghĩ nhiều đến là nguyên nhân do viêm, cái bệnh cảnh viêm. Còn nếu nó có giảm đau ở trong ngày, thí dụ như hoặc khi hoạt động vừa thì chúng ta cũng nghĩ đến viêm nữa. Trong cái hiện tượng viêm á, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta sử dụng cái khớp đó, tập vật lý trị liệu, tập những cái động tác nhẹ nhàng của cái khớp đó thì nó có giảm, thì nghĩ đến là hiện tượng nó có bối cảnh của hiện tượng viêm đó. Hai cái đặc điểm đó là nó trong cái hiện tượng viêm nó đánh thức bệnh nhân vào ban đêm, dành nhóm giảm đau trong ngày khi sử dụng cái khớp đó hoặc khi hoạt động vừa đó. Nó là như vậy, hai cái nguyên nhân do cơ học hoặc là do viêm nó hoàn toàn nó khác nhau hơn. Cho nên mình để ý một chút xíu để mình hướng đến chẩn đoán, đó là trong cái lúc chúng ta hỏi bệnh. Qua phần khám lâm sàng thì như tất cả các bệnh lý khác, chúng ta cần để ý đến các dấu sinh tồn hơn, bắt buộc dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc có đi kèm hay không, để chúng ta phân biệt một cái đau khớp do vi trùng hay là những cái nguyên nhân khác. Chúng ta tìm ngã vào nếu nghi ngờ viêm khớp mủ. Ở đây cô muốn nói là gì? Ví dụ như em khám, em thấy sưng một cái khớp nóng đỏ đau, rõ ràng hiện tượng viêm, em đè ấn ấn xuống thấy nó bập bềnh giống như có mủ vậy đó. Đó là viêm khớp mủ ha, do vi trùng ha. Thì thường là cái gì? Thường nó là con một cái vi trùng nó đến từ ngoài da. Thường là con Staphylococcus aureus, thường là cái ngã vào á, nó có từ một cái vết trước trầy da, cái nó đi vào trong cơ thể từ cái vết vết xước trầy da đó, những cái nhiễm trùng da đó, và nó tấn công một cái khớp gần nhất và nó gây cái viêm khớp mủ. Đó là cái nhiễm trùng mà khớp thường gặp nhất. Thì các em lưu ý ha, khi cô để cô lưu ý là thí dụ như viêm cái khớp gối đi, em khám em nghi ngờ đó là một cái viêm khớp mủ, tại vì em ấn ấn em thấy sưng nóng đỏ đau, ấn cái bập bềnh nó làm như cái mủ ở dưới á, thì em nhìn dưới bàn chân thường nó là những cái gì nó gần gần ở gần đó đó, cái vùng da ở gần đó thường là bệnh nhân có một cái ngã vào của vi trùng đó, một vết xước, một cái nhiễm trùng ngoài da gần đó đó. Thì khi chúng ta khám mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta hướng đến một cái nguyên nhân do vi trùng nè, gây cái viêm khớp mủ đó, mình tìm cái ngã vào. Và khi khám tất nhiên là chúng ta tìm những cái dấu hiệu của viêm khớp là sưng nóng đỏ đau, tìm dấu hiệu đau khi di chuyển khớp, giới hạn khớp,
Thí dụ như em khám cái khớp đau á, thì thường thường là em so sánh với cái bên lành. Thí dụ như bệnh nhân khai đau bên phải, thì thường thì chúng ta cần so sánh với cái bên trái, coi cái giới hạn của cái khớp đó nó bị giới hạn đến mức độ nào so với cái bên lành. Và ngoài ra chúng ta tìm những triệu chứng toàn thân tại tim, gan, lách, hạch, xem bệnh nhân có những cái gì ngoài da, những cái phát ban ngoài da hay không. Đó là khi chúng ta lưu ý khi bệnh nhân mới đến khám vì đau khớp, thì chúng ta để ý những cái đặc điểm này. Đối với những cái cận lâm sàng trong đau khớp, trước khi cô đi vào nguyên nhân, thì cái bi lân mà chung chung đó là chúng ta có thể chỉ định cái công thức máu huyết đồ VSCLP để đi tìm một hiện tượng viêm. Chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm miễn dịch học như kháng thể kháng nhân, rheumatoid factor, yếu tố dạng thấp ha, hoặc là điện vi đạm vân vân, những cái vấn đề chúng ta tìm những cái nguyên nhân do miễn dịch. Chúng ta có thể chỉ định cái huyết thanh chẩn đoán streptococcus ISO hay em không, hoặc là tìm những nguyên nhân ác tính, em có thể làm LDH hoặc là em làm những cái xét nghiệm nước tiểu khi bệnh nhân nghi ngờ lupus hoặc là ban xuất huyết dạng thấp. Chút nữa chúng ta sẽ xem trong những cái slide sau, đi tìm đạm niệu, đi tìm có hồng cầu ở trong máu hay không, vân vân đó, để chúng ta biết nó là cái đau khớp trong cái bệnh cảnh của một cái bệnh thận hoặc là một cái bệnh tự miễn toàn thể đó. Em có thể chỉ định cấy máu, cấy nước tiểu nếu em nghi ngờ đó là do nhiễm trùng. Đối với những cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thì có thể làm siêu âm tim nếu nghi ngờ thấp khớp cấp hoặc bệnh Kawasaki ha. X-quang khớp nếu em nghi ngờ nhiễm trùng, chấn thương, khối u hoặc là thấy biến dạng khớp, em có thể chỉ định X-quang khớp. Nếu mà những cái xét nghiệm trên không thấy được thì nghi ngờ một cái tổn thương khớp sâu thì em có thể làm siêu âm hoặc MRI chập dò dịch khớp. Nếu em nghi ngờ những cái viêm khớp mủ ha, nếu có hiện tượng hoặc là những cái nó lẫn chứng tính giữa mình khó phân biệt là nhiễm trùng hay là hiện tượng viêm, thì em có thể chập dò dịch khớp, gửi tế bào học. Có hiện tượng viêm khi mà trong cái dịch khớp nó có trên 1.000 bạch cầu trong mm khối, và em gửi vi trùng học để người ta cấy cái dịch khớp đó. Thì nói chung trong trước một cái đau khớp á, nó có rất là nhiều xét nghiệm để mình hướng tới nguyên nhân, nhưng không phải ca nào mình cũng chỉ định hết tất cả những cái nguyên nhân này, là tại vì không phải ca nào em cũng cần chỉ định hết, mà chính qua cái hỏi bệnh, qua cái khám lâm sàng mà chúng ta hướng đến cái nguyên nhân nào gần nhất thì chúng ta chỉ định những cái xét nghiệm đó thôi. Đó. Chứ không phải là ca nào vô mình cũng chỉ định hết từ A đến Z, hết một cái hàng loạt những cái xét nghiệm như vậy. Chúng ta sẽ đi theo cái lý luận trên lâm sàng qua hỏi bệnh và qua khám bệnh. Bây giờ cô qua cái phần phân loại các nguyên nhân. Thì tổn thương mà cấp tính khi mình hỏi bệnh bệnh nhân than đau khớp dưới 15 ngày trong vòng 2 tuần trở lại ha, thì em có hai các nhóm nguyên nhân dựa vào đếm số khớp nè. Viêm một khớp thì em đi về cái hướng này, cái cột đầu tiên thứ hai này. Còn nếu viêm đa khớp thì các nguyên nhân nó nằm ở đây. Trong cái phân biệt theo cái số lượng khớp, một khớp hay đa khớp, thì chúng ta có bệnh cảnh viêm và bệnh cảnh cơ học, thì các nguyên nhân nó nằm ở đây ha. Thì nếu mà hồi nãy cô có nói, nếu mà trong cái bệnh cảnh viêm á, mà em có viêm một khớp á,
thì thường nó là viêm khớp do vi trùng hoặc là viêm màng hoặc dịch cấp, gọi là thấp khớp, cái dạng thấp khớp hông á, của khớp háng đó. Sáng ngủ dậy đau, đi không được, viêm màng hoặc dịch cấp. Bệnh cảnh Lyme, trong cái bệnh Lyme mà chút nữa chúng ta sẽ xem những bệnh này, hoặc là cái viêm khớp phản ứng, chút nữa cô cũng có đề cập đến cái bệnh này. Thì khi đó, khi em, cái cô muốn nói là em đếm cái số khớp và cái bệnh cảnh. Nếu có một khớp thôi là bệnh cảnh cơ học, thì nó là chấn thương, tổn thương những cái dây chằng, những cái sụn, những cái xuất huyết trong khớp, đó là bệnh cảnh cơ học. Còn nếu em đếm mà em thấy nhiều khớp ha, thường nó là bệnh cảnh viêm nhiều, nó do vi trùng, bệnh Kawasaki. Viêm khớp phản ứng nó cũng có thể là vừa đa khớp mà vừa một khớp. Viêm đa khớp nó là nhóm thấp khớp cấp và ban xuất huyết dạng thấp đó. Cái nhóm nguyên nhân nó nằm, cô nhắc lại, nó phân theo số lượng khớp và nó phân theo có hiện tượng viêm hay không có hiện tượng viêm, thì khi đó chúng ta dễ dễ bước cái tiếp để đi đến chẩn đoán nguyên nhân. Tổn thương cấp dưới 15 ngày hơn. Thì bây giờ cô nói một số những cái bệnh lý thường gặp trong cái tổn thương cấp mà nãy các em thấy cô để nói là viêm khớp phản ứng nè, cô lần lượt cô đi một vài cái bệnh này. Nếu cái viêm khớp do vi trùng thì mình chẩn đoán nó dễ rồi ha. Rồi, bây giờ viêm khớp phản ứng là cái gì? Nó là một cái viêm khớp vô trùng, nó không có vi trùng. Nó không phải như là viêm khớp mủ ha. Nó là một cái viêm khớp do phản ứng. Nó thứ phát sau một đợt nhiễm trùng tiêu hóa hay một đợt nhiễm trùng phổi trước đó. Ví dụ như bệnh nhân bị nhiễm một số vi khuẩn đường tiêu hóa Shigella, Yersinia, Salmonella trước đó ha, hoặc là nhiễm cái vi trùng Mycoplasma pneumoniae, nhiễm trùng phổi trước đó, thì sau 10 ngày đến 2 tuần bệnh nhân đau khớp đó, thì em quá trình em hỏi bệnh á, mà em thấy có một cái nhiễm trùng trước đó, nhất là nhiễm trùng tiêu hóa và nhiễm trùng phổi, sau đó bệnh nhân đau khớp, thì đó là cái viêm khớp với phản ứng. Do đó trong trường hợp này chúng ta nghĩ đến viêm khớp với phản ứng, chúng ta cho kháng sinh nếu cái nhiễm trùng gốc đi kèm. Nếu trước đây bệnh nhân có cái nhiễm trùng gốc này nè, em tiếp tục kháng sinh ha. Và trong cái trường hợp đau khớp này thì chúng ta chỉ cần thêm thuốc chống viêm thôi, điều trị triệu chứng mà thôi. Nó là cái viêm khớp rất là thường gặp sau một cái bệnh cảnh nhiễm trùng, nó không có phải do vi trùng, nhưng mà em cho kháng sinh là tại vì nếu mà cái nhiễm trùng gốc nó vẫn còn thì em tiếp tục kháng sinh, chứ thường thì là nó đã hết rồi và chúng ta chỉ cần chống viêm mà thôi, nhưng sau đó một vài ngày sau nó hết. Đó là cái viêm khớp phản ứng. Cái bệnh kế tiếp mà trong cái bệnh cảnh tổn thương cấp là bệnh Kawasaki ha em ha. Nãy cô để đây nè, viêm đa khớp Kawasaki nằm đây nè ha. Những cái khác nếu có thể được cô sẽ lần lượt đi trong cái bài này. Bệnh Kawasaki thấp khớp cấp và ban xuất huyết dạng thấp là những cái cũng thường gặp. Thì bệnh Kawasaki các em cũng đã, nếu có đi lâm sàng ha, thì đã thấy cái bệnh này rồi. Cái bệnh này do giáo sư Kawasaki, tên Kawasaki người Nhật, hiện tại giáo sư Kawasaki vẫn còn sống ha, và ông chắc cũng lớn tuổi lắm rồi, cũng chín mấy tuổi rồi. Ông là người tìm ra được cái bệnh này và đã cống hiến hết cái cuộc đời để tìm hiểu cái bệnh này. Thì cái bệnh Kawasaki đây là những cái hình ảnh ha. Nó bao gồm cái gì? Em thấy một cái phát ban ngoài da, thường là nó xảy ra ở những đứa trẻ, thường là trẻ nhỏ nhỏ. Nếu mà nó xảy ra ở trẻ lớn hơn thì thường cái biến chứng nó nặng hơn. Cái môi nó đỏ, cái lưỡi nó đỏ như vậy ha em không? Bệnh nhân nổi phát ban sốt
Và nổi phát ban đỏ lòm lên ha, cái phát ban ngoài da, cái lưỡi rất là đỏ, lưỡi rất là đặc biệt. Cái diễn tiến của cái bệnh những ngày sau thì nó nứt cái môi nó nứt ha, nó nứt ra, cái môi nó đỏ mà nó nứt ra. Bệnh nhân có cái mắt đỏ ha, viêm kết mạc mà không có mủ, nó không có mủ, nó là một cái xung huyết kết mạc, mắt nó đỏ đó, bệnh nhân mắt đỏ vậy đó, và cái môi như vậy nè, giống như thoa thoa son đỏ, đỏ rực lên, có thể em đứng từ xa mà em thấy cái môi nó đỏ rực lên đó, hiện tượng viêm ha. Cái lưỡi dâu ha, nó giống như là cái dâu tây vậy, trái dâu tây, cái lưỡi nó đỏ như vậy đó, nó đặc điểm của bệnh Kawasaki, nếu mình thấy một lần là mình nhớ 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 hoài luôn. Xung huyết cái mạc mắt như nãy cô nói ha, nó không có mủ nhưng mà nó đỏ lòm, nó tìm cái mạch máu á. Cái đặc điểm của bệnh Kawasaki đó là cái bong tróc da, ở đây em thấy da đầu chi nó tróc ra ha, đây đó, nó tróc da, nó nằm đây nè, đầu ở chân ở tay. Cái hiện tượng bong tróc da này á, trong những ngày đầu em ít khi thấy lắm, đa số nó xuất hiện muộn, sau 7 ngày, sau 10 ngày. Nếu mà cái sốt kéo dài sau 7 ngày mà em thấy bắt đầu bong tróc da, hầu như là em chẩn đoán bệnh Kawasaki đó. Nó rất là đặc biệt ha, nó rất là đặc biệt. Tất nhiên nó phải có sốt không? Bệnh nhân có biến đổi đầu chi hả em ha, là gì? Cái đầu chi á, nó phù phù vậy nè. Nó tay nó no no ha. Này nếu mà mình phải hỏi người nhà, ba mẹ, tại vì ba mẹ là cái người gần nhất, có khi đứa trẻ nó bụ bẫm á, em nhìn em không có thấy cái bàn tay nó phù phù. Em hỏi người nhà có thấy cái bàn tay nó, cái mu bàn tay nó phồng phồng lên, nó no hơn mọi khi hay không, thì người nhà sẽ xác nhận với em à có. Đó là như vậy ha, em thấy nó phù á, nó phù. Nhưng mà như cô nói, cái đứa nó tròn trịa, khó mà phân biệt được, chỉ có người nhà mới phân biệt được thôi. Ừ. Đôi lúc bệnh nhân có cái hạch cổ một bên ha em ha, nó hoặc cái hạch cổ không có mủ, cái hạch cổ này không không hề có mủ luôn đó. Và nếu em khám cái sẹo BCG á, thì khi đó chúng ta thấy nó sưng bong tróc tại vị trí tiêm BCG. Bình thường cái sẹo BCG của mình nó bình thường á, như em cứ giật cái sẹo BCG của các em coi, nó đâu có bong tróc ra. Trong bệnh Kawasaki ở đứa nhỏ nó bong tróc ra ngay cái chỗ cái đặc điểm của sẹo BCG. Và cái dấu hiệu mà gọi là pathognomonic, có nghĩa là đặc hiệu nhất trong bệnh Kawasaki, đó là tróc da quanh hậu môn. Tróc da quanh hậu môn tất nhiên là mình phải dập ra mình coi ha. Em thấy quanh hậu môn nó tróc da như vậy đó. Nếu em tìm thấy được cái triệu chứng này thì chúng ta có thể chắc chắn được 100% đó là bệnh Kawasaki. Tại vì nó là một cái dấu hiệu pathognomonic, nghĩa là nó rất là đặc trưng, rất là đặc hiệu cho cái bệnh này mà không hề có trong những cái bệnh khác. Do đó mà khi có dấu hiệu này là chắc chắn đó là bệnh Kawasaki. Tất nhiên là không phải ca nào em cũng có được ha. Với lại nó khi nó xuất hiện muộn, tới ngày 10, 12 nó mới xuất hiện. Cho nên lúc mình khám ở ngày 7, ngày 8 chưa có, thì mình đâu có thể nói là nó không phải là bệnh Kawasaki nếu nó không có. Tuy nhiên nếu em thấy nó có nghĩa là chắc chắn là có, là bệnh 100% luôn. Nó là như vậy. Tiêu chuẩn chẩn đoán, hồi nãy tới giờ cô đã cho xem những cái hình ảnh ha. Thì tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Kawasaki là khi có sốt trên 5 ngày và có 4 trên 5 dấu hiệu như sau, chỉ cần 4 trên 5 thôi. Viêm hai kết mạc mắt không mủ ha em ha, ngày nãy mình thấy mắt nó đỏ lòm á.
Bệnh nhân có lưỡi dâu tây, môi khô, miệng đỏ, mặt là nứt ha em ha, cái môi nó nứt ha, nó đỏ lòm vậy đó. Nó phù chi, phù ở đầu chi á, thường là bàn tay, bàn chân, hoặc và hoặc tróc da đầu chi, tróc da hậu môn. Bệnh nhân có thể có hồng ban, như nãy cô nói nó nổi hồng ban đa dạng ha, và viêm hạch cổ không mủ trên 1,5 cm, có nghĩa là sốt trên 5 ngày và 4 trên 5 dấu hiệu này là đủ để chẩn đoán rồi. Cơ chế đó là viêm mạch máu không đặc hiệu. Cái bệnh lý Kawasaki là cái chẩn đoán trên lâm sàng chứ không phải cái tiêu chuẩn chẩn đoán đó. Nó không phải là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên xét nghiệm nào cả. Để mà đúng mà em có đủ những cái dấu hiệu trên lâm sàng này thì em chẩn đoán được là bệnh Kawasaki. Thì đây là giáo sư Kawasaki ha. Cái này là hình ảnh của cô hồi thời cô còn trẻ ha. Năm 2004, cách đây cũng gần biết bao nhiêu năm rồi. 14, 24, gần 20 năm rồi. 18 năm. Đây là giáo sư Kawasaki cách đây 18 năm, lúc cô đi dự cái hội nghị ở Taipei. Lúc đó cách đây 18 năm. Đó. Thì sau đó cô học của giáo sư Kawasaki rất là nhiều điều trong cái chẩn đoán cũng như là điều trị cho bệnh nhân Kawasaki ở ở trẻ em. Cho nên thầy là cái người thầy vĩ đại đã truyền dạy cho cô rất là nhiều nhiều thứ lắm, nhất là trên cái xử trí lâm sàng. Bây giờ cô qua cái phần thấp khớp cấp. Thì hồi nãy cái bài này cô không có nói nhiều, tại vì nó nằm ở trong cái chương trình dạy, chương trình học của Y4 rồi, cho nên nó là một cái bài giảng trong cái chương trình của Y4 nên cô lướt qua thôi, tại vì các em có cả một cái bài giảng về thấp khớp cấp rồi. Thì một trong những nguyên nhân đau khớp ở trẻ em ha, hồi nãy có hiện tượng viêm và viêm nhiều khớp á, thì em có cái bệnh lý thấp khớp cấp. Đây là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong thấp khớp cấp của em ha, mà cái này cô lướt qua là tại vì em có nguyên cái một cái bài để chẩn đoán thấp khớp cấp rồi. Tất nhiên nó có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán ha, tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn phụ và đủ hội đủ các điều kiện này với hai cái tiêu chuẩn chính hoặc một chính hai phụ và bằng chứng của nhiễm liên cầu nhóm A thì khi đó em chẩn đoán được là thấp khớp cấp. Bệnh ban xuất huyết dạng thấp. Giờ cô qua cái ban xuất huyết dạng thấp, nó là một trong những nguyên nhân cũng gây đau khớp ha, mà trong cái dạng cấp tính viêm, có hiện tượng viêm và viêm nhiều khớp. Thì ban xuất huyết dạng thấp nó là gì? Nó còn gọi là bệnh Ennis-Chonin. Nó là tình trạng viêm các mạch máu nhỏ. Nó là một cái tình trạng xuất huyết nhưng không kèm giảm tiểu cầu. Là tại vì nó là do viêm mạch máu nhỏ chứ không phải là do giảm tiểu cầu. Cơ chế nó là như vậy. Biểu hiện lâm sàng, em có những cái ban xuất huyết rất là điển hình, chút nữa chúng ta sẽ xem hình. Em có thể có đau khớp, em có tổn thương tiêu hóa, có thể có tổn thương thận. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng. Thì đau khớp trong cái bệnh cảnh này, nếu em thấy bệnh nhân có cái ban xuất huyết mà nó từ ở dưới chân trở xuống rất là điển hình. Này cũng vậy, nó này cũng là pathognomonic của Ennis-Chonin. Có nghĩa là gì? Nếu em có cái ban xuất huyết ở cái vùng chịu sức nặng càng nhiều, ở vùng chịu sức nặng ở dưới bàn chân, và thường nó đến cái nếp mông này thôi à, ở trên nó không có xuất huyết, thì đó là
em có thể chẩn đoán được nó là endothelial một cách dễ dàng mà không có sợ nhầm lẫn, đây không có cái bệnh nào giống vậy hết trọi trường. Do đó mà đau khớp kèm với một cái ban xuất huyết ngoài da chủ yếu ở cái vùng chịu sức nặng, càng ở vùng chịu sức nặng nó càng nhiều, thì em có thể chẩn đoán được đó là đau khớp do endothelial. Những cái ban xuất huyết đó nó có thể lớn như vậy và nó ở vùng chịu sức nặng. Endothelial. Ở đây á, đặc biệt ở đây tại sao cô đưa này thường nó ở vùng chịu sức nặng hơn, nhưng ở trẻ nhũ nhi, đây là bàn tay của đứa nhỏ, đôi lúc endothelial nó có cái triệu chứng lâm sàng, đặc biệt là nó ở bàn tay nên trẻ nhỏ nhỏ. Lý do là trong trường hợp này đứa trẻ nó nằm á, chủ yếu là nó không có đứng nhiều, cho nên là ở đứa trẻ lớn thì em thấy ở vùng chân, ở những vùng chịu sức nặng, còn đứa trẻ nó cứ nằm, đôi lúc đó nó không cái bàn tay nó lại là cái nơi chịu sức nặng đó, nó là vậy. Cho nên ở nhũ nhi á, trẻ nhỏ coi chừng những cái đặc điểm nó hơi khác, nó không có cứng nhắc giống như ở trẻ lớn, là nó ở vùng chịu sức nặng. Bây giờ trong cái bệnh cô vẫn còn ở tổn thương cấp dưới 15 ngày hơn, bệnh cảnh do viêm, em có viêm khớp do vi trùng thì nó dễ chẩn đoán lắm, nó cấp tính, sốt, nó tăng bạch cầu vân vân như nãy đã nói rồi. Ngoài ra em có cái viêm màng hoạt dịch mà nãy cô nói thấp khớp á, thấp khớp háng đó, cái ngay cái khớp háng bị đó, nó xuất hiện thường ở trẻ 5 đến 10 tuổi, nó liệt chức năng nhanh chóng, ngủ một đêm sáng dậy đi hết được, liệt á, đi không được luôn á, không sốt, không tăng bạch cầu, siêu âm thì thấy tràn dịch lượng ít, bệnh tự khỏi trong vòng 3 đến 5 ngày hoặc sau khi dùng thuốc chống viêm hoặc sau nghỉ ngơi. Đó là cái viêm màng hoạt dịch cấp, nó rất là đột ngột đó. Ngủ một đêm sáng dậy nó liệt 3 5 ngày vậy đó, nó đau vậy đó, đi hết được luôn ha, và sau đó tự hết dưới thuốc chống viêm hoặc là sau nghỉ ngơi, nó rất là đặc 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 biệt lắm. Kế đến cái viêm khớp trong bệnh Lyme, mà bệnh Lyme là gì, nó phải có một cái yếu tố dịch tễ là một cái thứ phát sau khi nhiễm cái con Borrelia burgdorferi do ve cắn. Bệnh nhân có một cái đi từ một cái vùng dịch tễ là ở rừng về, đi mới đi chơi về ha, bị con ve nó cắn ha, đau khớp không, thì khi đó mình sẽ làm tìm cái IgM, mà cái kháng thể của cái con này nếu mà ra dương tính đó là bệnh Lyme mà không. Còn em điều trị bằng gì, em có thể cho kháng sinh amoxicillin 4 tuần và điều trị triệu chứng sau đó hết. Đó, nó là cái bệnh cảnh nếu đau khớp sau khi về từ một vùng dịch tễ và bị con ve nó cắn. Trong trường hợp đó nó gọi là bệnh Lyme mà. Đau khớp nó là do hiện tượng viêm, những cái mà nãy giờ mình xem á, là những cái hiện tượng viêm còn lại ha. Còn do cơ học á, mà cấp tính á, thì nó có những cái bong đầu xương, gãy xương, nó phối hợp với xuất huyết trong khớp, trong cái bệnh hemophilia là bệnh ưa chảy máu và thiếu yếu tố 8, yếu tố đông máu 8, nó xuất huyết trong khớp thì nó là cơ học, hoặc là những cái khối u của cái màng hoạt dịch hoặc là những cái bướu mạch máu, thì khi đó chúng ta có cái bệnh cảnh cơ học. Đây là cái bướu xuất huyết của hemophili, nó bệnh hemophili
nó tụ máu, nó xuất huyết ở trong khớp, nó gây cái tụ máu như vậy. Đây là trong hemophilia. Trong hemophilia, bệnh ưa chảy máu do thiếu yếu tố 8 bẩm sinh đó. Đó là hemophilia. Bây giờ cô qua cái phần tổn thương trên 15 ngày thì cũng tương tự, chúng ta sẽ xem nó là viêm một hoặc hai khớp hay là viêm trên hai khớp. Cái bệnh cảnh có hiện tượng viêm hay không hay là bệnh cảnh của cơ học đó, thì chúng ta cũng có những cái bệnh đi được phân loại trong từng cái đặc điểm lâm sàng ha. Viêm một hai khớp, bệnh cảnh viêm em vẫn có thể là do vi trùng. Ở đây em có thể có bắt đầu nghĩ đến bạch huyết cấp trong cái ung thư máu, hoặc là viêm khớp vô căn thiếu niên ở giai đoạn đầu. Có nghĩa là cái viêm khớp vô căn thiếu niên, nó gọi là cái từ này mà ở người lớn gọi là viêm đa khớp dạng thấp á, nó là một á đó. Thì ở đây cũng vậy, tương tự em có thể có hàng loạt những cái bệnh lý trên hai khớp, thì viêm khớp thiếu niên cũng cũng có thể có em ha, một khớp cũng có, trên đa khớp cũng có, bệnh toàn thể tạo keo đó là trong cái nhóm có hiện tượng viêm. Còn nhóm cơ học á thì chúng ta có viêm sụn xương, có những cái hoại tử chõm xương đùi, có những cái viêm đầu xương gia tăng trưởng vân vân. Đây là nhóm trên 15 ngày. Thì cái viêm khớp vô căn thiếu niên giai đoạn đầu ở trẻ em ha, đây nó là một cái như nãy cô nói, nó là cái viêm đa khớp dạng thấp ở người lớn đó, nó được tìm từ năm 1896 rồi ha em ha. Rồi sau đó người ta gọi những cái tên là viêm khớp mạn hoặc là viêm đa khớp dạng thấp vân vân. Sau đó ta đổi tên, ta thống nhất với nhau lại giữa nhóm châu Âu và nhóm Bắc Mỹ, thì bây giờ người ta gọi đó là viêm khớp vô căn ở thiếu niên. Thì đôi lúc á, nó thường nó bệnh nó cũng cái tuổi xuất hiện nó rất là thay đổi, nó thường từ 5 tuổi đến dậy thì, nhưng mà đôi lúc sơ sinh cũng có luôn nữa, nó là như vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn chẩn đoán được nó thì nó phải tiến triển phải trên 6 tuần, thì khi đó chúng ta mới nghĩ đến một cái viêm khớp vô căn thiếu niên. Còn nếu mà chúng ta gặp bệnh nhân dưới như nãy cô nói dưới 6 tuần ta đau khớp thì coi chừng nó không phải, nó chưa mình chưa có chẩn đoán được thì đúng hơn. Mình đặt bút xuống chẩn đoán khi cái đau khớp đó nó xảy ra trên 6 tuần. Thì bệnh nhân có thể có nhiều cái dạng lâm sàng khác nhau ha. Nó có thể chỉ có là dạng toàn thân thôi, nó sốt cao, nó tiên lượng nó rất là xấu, hoặc nó khởi phát với viêm đa khớp, hoặc nó khởi phát với viêm ít khớp, có khi có một khớp à, hoặc là nó trong cái bệnh cảnh của một cái bệnh vẩy nến, cái psoriasis, hoặc là cứng khớp đốt sống hơn, hoặc là viêm dây chằng, hoặc là viêm khớp không biệt hóa vân vân. Đó, nó có, hiện tại nó có những cái dạng lâm sàng như vậy. Cái nguyên nhân của viêm khớp vô căn ở thiếu niên bây giờ người ta chứng minh là nó do cái hiện tượng viêm, đó là TNF alpha ha, cái cytokine mà nguyên nhân cho đến giờ phút này được tìm thấy đó là TNF alpha. Do đó mà em sẽ thấy rằng là về sau này trong cái cách điều trị bây giờ đó, là chúng ta có những cái phương tiện đó, là chúng ta sử dụng cái ức chế miễn dịch để điều trị cái dạng này, đó là cái anti-TNF alpha. Trước đây chúng ta chỉ sử dụng corticoid mà thôi, nhưng mà đôi lúc corticoid tác dụng được tốt nhưng mà đôi lúc nó cũng thất bại. Thì nếu mà thất bại điều trị thì giờ người ta đã tìm ra được cái cơ chế là chủ yếu là TNF alpha, thì người ta sử dụng đúng cái anti-TNF alpha thì cái hiệu quả nó rất là tốt. Viêm khớp thiếu niên khi mà em nội soi cái khớp em thấy nó viêm hơn, cái khớp nó bị ăn nát luôn á, cái hiện tượng hoại tử nó gây cái viêm màng hoạt dịch bên trong khớp á. Và nếu mà em
xem sinh thiết cái nơi mà mình nội soi đó, thì em thấy rất là nhiều bạch cầu, có rất là nhiều bạch cầu, cái khớp nó bị tổn thương, nó bị ăn, nó bị nham nhở như vậy. Và cái lâm sàng nếu mà mình để cái hiện tượng viêm này nó diễn tiến dần dần thì rõ ràng là bệnh nhân sau đó bị biến dạng khớp, viêm khớp vô căn thiếu niên. Cô nhắc lại cái cơ chế nó giống như là viêm viêm khớp mạn ở người lớn, viêm khớp thấp, viêm đa khớp dạng thấp ở người lớn. Hiện tượng viêm nó âm ỉ, nếu chúng ta không can thiệp sớm về sau này bệnh nhân biến dạng hoàn toàn, không cứng khớp luôn nữa, nó đến với mình đến giai đoạn mà cứng khớp, biến dạng khớp là cái giai đoạn đó đã muộn rồi. Đó là cái viêm khớp vô căn thiếu niên. Đây, viêm đa khớp dạng thấp đó, em thấy nó biến dạng hơn, cái khớp cổ tay biến dạng hết, khớp ngón tay cũng vậy, và bệnh nhân không thể nào sử dụng cái khớp được hết đó. Còn nếu chúng ta chụp phim X-quang thì chúng ta thấy nó loãng xương đi kèm luôn ha em ha. Nó tình trạng loãng xương đi kèm trong cái viêm đa khớp vô căn. Đôi lúc bệnh nhân đến với mình nó là một cái tình trạng loãng xương của cái nơi cái khớp bị tổn thương đó. Và người ta không biết nó là gì, nhưng mà đó nó là cái hiện tượng viêm, nó gây cuối cùng loãng xương luôn và cứng khớp luôn, biến dạng khớp nếu mình để muộn. Tất nhiên nếu chúng ta điều trị sớm thì chúng ta có thể ngăn ngừa được cái hiện tượng này. Bây giờ cô qua cái phần tổn thương trên 6 tuần, đau khớp trên 6 tuần. Nếu bệnh nhân khai với em là trên 6 tuần hơn thì khi đó nãy mình thấy rồi, cái viêm đa khớp vô căn thiếu niên, ngoài ra em có những cái bệnh toàn thể như là lupus đỏ, những cái bệnh rối loạn miễn dịch, viêm da cơ hơn, viêm nốt quanh động mạch sarcoidosis là cái bệnh tự miễn ở phổi ha, hoặc là nếu cái tổn thương khớp đó nó là những cái bệnh lý ác tính có thể cũng gây tổn thương khớp. Thì đó là cái nhóm nguyên nhân trên 6 tuần. Và trong cái nhóm mà nguyên nhân do cơ năng á, em có đau khớp do tăng trưởng hoặc là trùng hoặc là giãn dây chằng. Trong cái nhóm này em có trên 6 tuần cái sự phân loại nó như vậy. Thường nó là đa khớp nhiều hơn. Thì giờ cái đau khớp do tăng trưởng đây, trên 6 tuần hơn em hơn. Đau khớp do tăng trưởng đặc điểm ở trẻ em rất là đặc điểm. Bệnh cảnh không có hiện tượng viêm, nó đau khớp nhưng mà không có hiện tượng viêm. Nó rất là đặc biệt. Ở trẻ nó xảy ra 4 đến 8 tuổi, trai gái gì cũng như nhau. Bệnh nhân thường đau ở đầu gối, đau nhiều vào ban đêm. Đặc điểm của nó nè, nó đặc biệt lắm. Cái này nó lại đặc biệt là nó đau nhiều vào ban đêm, mà ban ngày thì nó hoàn toàn bình thường. Bà mẹ bà hay nói ban ngày thấy nó chạy chơi rồi bác ơi, nó chạy tùm lum hết á, nhưng mà đến đêm tối nó bắt đầu là đau giống như giả vờ vậy đó. Thường thường buổi tối tự nhiên thân đau, ban ngày chạy chơi ha em ha. Đó là việc đặc điểm này như vậy. Thường nó đau khớp gối, nó tự hết, sau đó xuất hiện trở lại một hay nhiều lần trong tuần. Thì trong trường hợp này chúng ta cần khám lâm sàng để loại bỏ tất cả những cái bất thường khác cái đi kèm hay không, trước khi chúng ta nói đó là do tăng trưởng. Chúng ta làm xét nghiệm sinh học và chẩn đoán hình ảnh, nếu có làm thì nó hoàn toàn bình thường. Nếu mà chúng ta chưa loại bỏ được cái ung thư thì chúng ta sẽ chỉ định cái xạ hình xương tương ứng với cái khớp đó để tìm những cái điểm tăng bắc xạ ha, những cái điểm nó bắc xạ nhiều hơn. Nếu mà chúng ta đã loại bỏ hết được những nguyên nhân khác đó, ở những đứa trẻ mà nó than đặc biệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ điều trị thường là một cái chất chống viêm aspirin hoặc là những cái dòng ANS là non steroid rồi ha em ha. Mình sử dụng non steroid một liều vào buổi tối và em dùng thời gian một tháng thì bệnh nhân hết.
Nên nó rất là đặc biệt mà nó do tăng trưởng, cái đứa nhỏ nó tăng trưởng nhiều hơn. Chứ nó không có hiện tượng viêm gì hết mà chúng ta giảm đau. Thì chúng ta cố gắng giảm đau cho nó và nó hết, nó tự nó hết. Cái bệnh lý này nếu chúng ta không để ý á, thì thường sẽ chẩn đoán sai, mình cứ nghĩ đó là cái thấp khớp cấp đó em ha, phạm cho uống điều trị theo cái phác đồ của thấp khớp cấp Estoncillin dự phòng vân vân trên nhiều năm uống thuốc suốt nó không hết đó, trên nhiều năm nữa đó. Thực ra coi chừng đó là cái đau khớp do tăng trưởng. Cho nên cô có gặp một số bệnh nhân các đồng nghiệp gửi sau khi điều trị rất là lâu mà người ta không biết là người ta có nên điều trị nữa hay không. Các bác sĩ nói này là thấp khớp cấp có biến chứng cho nên phải điều trị suốt đời vân vân, bệnh nhân thấy không thấy gì trời trời. Nhưng mà đến hỏi ấy là mình có nên tiếp tục điều trị hay không, khi mà hỏi ra rà soát lại hết, xem lại hết thì nó là cái tăng trưởng, thì em hãy mạnh dạn ngưng điều trị ha. Nhưng mà tất nhiên mình phải có đủ đủ kinh nghiệm, đủ coi lại hết cái diễn tiến của bệnh nhân để lấy một cái quyết định chính xác nhất. Đó là những cái mà cô muốn chia sẻ kinh nghiệm để trong quá trình cô đã gặp đau khớp và tăng trưởng. Rồi, bây giờ cô qua cái bệnh lupus đỏ hệ thống hơn. Nó là một cái bệnh tự miễn, tổn thương đa cơ quan, phản ứng viêm lan rộng ở mạch máu. Nó gây ra bởi mô liên kết cũng bị nữa ha, bởi sự hiện diện của kháng thể kháng nhân, đặc biệt là kháng thể anti-DNA. Cái trong bệnh lupus thì đa số nó là cái tổn thương thận, nó chiếm 2 phần 3 các trường hợp ở bệnh nhân lupus. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chẩn đoán lupus đó là khi có một cái hồng ban cánh bướm, hồng ban dạng đĩa, nhạy cảm ánh sáng, loét họng, đau khớp. Đây, cái bài khớp của chúng ta nó nằm ở trong này. Nó viêm các màng tim, nó có tổn thương thận, nó có tổn thương thần kinh, vân vân. Thì đây là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì khi em muốn chẩn đoán lupus, ngoài ra còn có những cái triệu chứng về huyết học cũng như là rối loạn miễn dịch hơn. Khi em làm các xét nghiệm về miễn dịch đó, thì em thấy có thể nó dương tính, thí dụ như anti-DSDNA, anti-carbilipin, kháng thể LE, vân vân, nó dương tính ít nhất 6 tháng, hoặc là kháng thể kháng nhân ANA dương tính chẳng hạn. Thì đó là những cái marker về miễn dịch học ha. Và khi chẩn đoán lupus thì khi chúng ta có 4 trên 11 những cái tiêu chuẩn trên đây thì em có thể chẩn đoán 4 trên 11 tiêu chuẩn đây. Cái kháng thể kháng nhân đó là một tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu một số tác giả cho thấy nếu chúng ta có 3 trên 11 tiêu chuẩn trên đây đủ, cũng đủ để chẩn đoán lupus không? Đó, này chẩn đoán lupus nó là như vậy. Đây là cái hình ảnh của hồng ban cánh bướm em ha. Hồng ban cánh bướm đây, cái mặt nó cái hồng ban giống như cái bướm vậy đó trên mặt. Ở người lớn tuổi cái hồng ban nó giống như cánh bướm. Cái hồng ban hình cánh bướm trên mặt nó giống như cái mặt một con chó sói không? Do đó mà trước đây người ta không biết nó là cái gì, người ta gọi nó là lupus. Lupus là gì? Lu, lu là con chó sói. Mà con chó sói cái mặt nó nhìn giống như mặt con chó sói khi mà có cái hồng ban cánh bướm này. Trước đây người ta không biết cho nên người ta đặt cái tên cái bệnh đó là lupus. Bây giờ mình đang vẫn giữ cái tên đó, đến bây giờ phút này mình gọi là lupus đỏ hệ thống, tổn thương đa cơ quan lupus đỏ hệ thống, nó từ chữ lu, lu là con chó sói đó. Em mới về nguồn gốc của cái tên gọi của cái bệnh này nó là như vậy đó. Cái hồng ban hình cánh bướm rất là đặc trưng. Y văn họ ghi nhận rằng là nếu em có cái hồng ban như vậy trên mặt hình cánh bướm, đôi lúc đó là tiêu chuẩn đủ để chẩn đoán bệnh lupus mà không cần những triệu chứng còn lại đó, vậy ha.
Còn nếu mà không có hồng ban cánh bướm thì em bắt buộc phải có 3 trên 11 tiêu chuẩn còn lại hoặc 4 trên 11 tiêu chuẩn còn lại. Còn nếu em có cái này đủ rồi, một tiêu chuẩn đủ rồi để chẩn đoán. Đó là đối với bệnh lupus. Ở đây em có hồng ban dạng đĩa ha, discoid. Nó giống như cái đĩa vậy đó, nó như vậy ha. Bệnh nhân hay loét miệng ha, triệu chứng mình hỏi á, thấy loét miệng ha và đau khớp. Bệnh nhân đến với em đôi lúc người ta chỉ tôi đau khớp à ha. Thì nãy cô nói giống như ban đầu, khi bệnh nhân đến khám với mình là đau khớp thì mình phải khám toàn diện như vậy đó. Nếu mình thấy những cái hồng ban, nếu mà này thì nó quá đặc trưng của lupus rồi, hoặc là loét miệng đi kèm vân vân thì mình chẩn đoán được. Nghĩa là mình phải nhìn cái tổng thể, bệnh nhân lupus nó có tổn thương huyết học nữa em ha, mình phải nhìn tổng thể nè. Nãy cô nói bất thường huyết học ha, thiếu máu tán huyết, nó có giảm bạch cầu, nó giảm tiểu cầu vân vân. Cho nên mình phải nhìn bệnh nhân dưới cái tổng thể của bệnh nhân để mình mới chẩn đoán được. Đó là đối với lupus không? Đó, cái hồng ban trong lupus nó rất là đặc biệt, nó đa dạng lắm, nó không phải một một loại đâu. Trong cái hồng ban của lupus, tuy nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác như là bệnh viêm ruột, hội chứng thực bào máu vân vân cũng có thể á, em ha. Những cái bệnh cảnh này nó nằm rất là nhiều những cái bệnh nguyên nhân khác của một cái bệnh tổng thể của một cái bệnh hệ thống. Đó là một số những cái bệnh cô lướt qua trong cái chẩn đoán nguyên nhân mà thường gặp. Thì đối với điều trị cái đau khớp, cái nguyên tắc điều trị chung đó là chúng ta giảm đau ha, giảm đau, kháng viêm và điều trị nguyên nhân. Tất nhiên phải tìm nguyên nhân để điều trị cho đúng nguyên nhân. Chỉ định nhập viện khi nào? Khi viêm khớp mủ, như nãy cô nói, nghĩa là gì? Nó phải bắt buộc nó phải truyền kháng sinh, nó phải vân vân và vân vân làm chẩn đoán và truyền kháng sinh nặng vân vân để tránh những cái biến chứng về sau này là viêm xương tủy ha. Cái viêm khớp mủ nếu chúng ta không truyền kháng sinh đường tĩnh mạch đúng thời gian kéo dài lâu lắm, 2 đến 3 tuần kháng sinh á, thì khi đó nó vào viêm xương tủy, thì khi đó cái tổn thương nó rất là về sau này khó mà lành lắm. Người ta phải đục ra xương ra, người ta nạo vét tùm lum hết, đó là như vậy. Cho nên khi đó thì thấy viêm khớp mủ đừng có, bệnh nhân sốt cao đau khớp thì đừng có khơi khơi ngơi khơi cho uống thuốc vài viên thuốc chi, nguy hiểm lắm. Bệnh nhân nó vô nhiễm trùng huyết, nó có thể, nhưng cái nặng nhất đó là cái viêm xương tủy osteomyelitis, nó nặng lắm. Cho nên đứng trước một cái viêm khớp mủ, chúng ta không nên giữ bệnh nhân mà phải chuyển bệnh nhân vào viện liền lập tức để điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch. Đó là các chỉ định nhập viện. Còn nếu mà nãy em nghi ngờ cái viêm khớp vô căn thiếu niên ha, mà mình chưa có phân biệt được với một cái viêm khớp mủ, tại vì một số những cái lâm sàng nó cũng khó, hoặc là chưa có phân biệt được với một cái lupus đó, thì khi đó em cho bệnh nhân nhập viện để làm cái bi lân. Bi lân nó nặng nề, bi lân cần theo dõi, thì khi đó chúng ta cho bệnh nhân nhập viện. Cái viêm khớp vô căn thiếu niên này nè, nó đau khớp nè, nó xảy ra trên 6 tuần. Nó đôi lúc bệnh nhân sốt rất là cao, bạch cầu tăng rất là dữ. Cái dạng đó đó nó làm với một cái nhiễm trùng huyết á. Do đó nếu mà bệnh nhân này á, mà em chưa chẩn đoán được, nhất là cái dạng mà nó kéo dài, nó sốt kéo dài mà mình chưa phân biệt được với một cái nhiễm trùng huyết hoặc cái nhiễm khớp mủ, khi đó bắt buộc mình phải cho bệnh nhân nhập viện để mình làm bi lân, để mình theo dõi điều trị. Chứ cái dạng mà nó sốt cao á, nãy cô nói ha, trong cái viêm khớp vô căn này nè, có cái dạng bệnh nó có triệu chứng toàn thân
sốt cao dữ dội, bạch cầu tăng dữ dội, cái dạng đó nó rất là khó chẩn đoán phân biệt. Còn cái dạng mà nó đã, nó không sốt, nó tổn thương 1 đến 2 khớp, nó biến dạng rồi, thì khi đó em chẩn đoán nó dễ hơn. Chỉ định nhập viện khi chẩn đoán thấp khớp cấp có biến chứng tim mạch, chắc chắn phải cho nhập viện hơn, không nên giữ bệnh nhân ở ngoại trú. Và những cái đau khớp trong bệnh cảnh của bệnh lý huyết học, thí dụ như hemophili xuất huyết trong khớp, như nãy cô có cho coi cái hình đó, nó xuất huyết ở cái khớp đó, hoặc là những cái ung thư máu, đau khớp mà nó nằm trong một cái bệnh cảnh ung thư máu, bệnh bạch cầu, khi đó chúng ta nên cho nhập viện chứ đừng có điều trị ngoại trú. Những trường hợp này nè, nó rất là nguy hiểm đó. Chúng ta không nên giữ bệnh nhân ở ngoại trú. Đó là những cái chỉ định trước một cái đau khớp. Điều trị sau khi đánh giá đầy đủ mà vẫn không xác định được nguyên nhân, nếu mà em chẩn đoán một cái đau khớp ở bệnh nhân ha, thì nếu em là bác sĩ đa khoa hoặc là nhi 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 đa khoa, hoặc là nếu mà sau này cái thông điệp này dành cho các bác sĩ đa khoa, thì mình đánh giá không được, mình tìm ra không được nguyên nhân thì hãy xin ý kiến chuyên khoa. Đôi lúc phải xin ý kiến cả bác sĩ chỉnh hình nữa đó. Đối với nhi á, tại sao cô nói là phải xin ý kiến bác sĩ chỉnh hình? Em xin bác sĩ thấp khớp nhi hoặc bác sĩ chỉnh hình, lý do tại sao? Tại vì nãy cô nói với em đó, nó có một số nguyên nhân cơ học, thí dụ như hoại tử cổ xương đùi do tăng trưởng quá nhanh ha, những cái bệnh lý mà do đứa trẻ nó tăng trưởng cao, nó cao 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 nhanh quá, thì cái mạch máu đến nuôi cái khớp đó, thường là cái khớp khớp háng đó, nó không có đủ mạch máu để nuôi cái khớp đó, cho nên nó đau cái khớp đó, thì nó gây cái hoại tử của cái khớp đó. Thì khi đó những cái bệnh lý đó là những cái bệnh lý chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, người ta sẽ cùng em giải quyết, nó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta về phía nội khoa, chúng ta chẩn đoán chưa ra được nguyên nhân thì chúng ta nên hội chẩn. Mà đối với nhi, nó có đặc biệt cái bệnh lý của hoại tử cái khớp do tăng trưởng, em nó hoại tử luôn, thì khi đó em nên hội chẩn với các bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Đó là cái khuyến cáo riêng đối với nhi. Thì bài báo cáo của cô đến đây đã chấm dứt trong cái bài đau khớp. Các em có câu hỏi nào không? Dạ cô ơi, dạ cho em hỏi Sao? là dạ cho em hỏi là giữa bệnh cảnh là viêm khớp với lại bệnh cảnh là viêm những cái mô mềm quanh khớp á cô, vậy thì mình phải khám như thế nào để phân biệt được hai bệnh cảnh đó vậy cô? Viêm khớp với viêm mô mềm quanh khớp nó khó ha em ha, ngay cái quanh từ cái định nghĩa của trẻ em như nãy cô nói với em á, nó không có chỉ ngay được cái khớp cho em rồi, nó chỉ chung quanh khớp. Do đó mà viêm cái mô mềm quanh khớp á, em coi như đó là viêm khớp rồi, trừ khi nó ở xa xa nó không ngay cái khớp á, thì cái đó là chuyện chuyện khác, nó nhiễm trùng da hay gì đó nó khác. Còn nếu mà nó quanh cái khớp coi như là nó cái khớp rồi. Ở trẻ em á, như nãy cô nói á, nó không có chỉ đúng được cho em ha, nó không có chỉ đúng được, cho nên nó sẽ chỉ chung quanh khớp, nó vùng xung quanh khớp, vì nó khó xác định vị trí. Tuy nhiên nếu câu hỏi của em á, thì đối với cô xung quanh khớp thì em phải coi như là đau khớp rồi đó. Đừng có quá xa cái khớp thôi ha,
Ví dụ như cô nói đau mà đau chung quanh cái khớp gối thì được, còn này nó đau ngay trên xương đùi ở trên nó, mà giữa hai cái khớp gối với khớp háng thì coi chừng, đau đó là chuyện khác à, đó là đau xương rồi đó, chứ không phải là khớp. Đau giữa, cô lấy thí dụ như em nói vậy đó, nó quanh cái nó xa cái khớp á, thì coi chừng nó là cái chuyện khác chứ nó không phải là đau khớp. Rồi ngoài ra các em có câu hỏi gì nữa không? Alo, alo Dạ cô. alo. Chào em. Dạ alo Hello. cô. Dạ cô Ơi. cho em hỏi là cái phần mà hỏi bệnh sử cô thì có cái chỗ là có hỏi về tính chất di chuyển cô, thì em không biết là mình hỏi vị trí đâu xong mình hỏi số lượng khớp đâu xong mà cái tính chất di chuyển nó có phải là cái hướng lan không cô? Em Cái cái di sự chuyển là lan. giống như cái thấp khớp cấp á em, thấp khớp cấp á em, học bài thấp khớp cấp chưa? Thì ví dụ như hôm nay nó đau khớp này, ngày mai nó đau khớp khác, tính chất di chuyển đó không phải là tính lan mà là trong cái thấp khớp cấp á. Nếu mà em thấy hôm nay nó đau cái khớp gối ha, ngày mai bên trái chẳng hạn, ngày mai nó đau cái khớp gối bên phải ha, đó là nó di chuyển, đặc điểm của thấp khớp cấp. Huh. Cái Dạ. đây viêm đa khớp cấp di chuyển và thường là cái khớp lớn đó, cái mà cô muốn nói chữ di chuyển là vậy đó, chứ nó không phải là tính lan của cái cần cái đau. À, dạ. Đấy là khi cái nó chuyển qua một cái khớp khác thì cái khớp kia của nó lại bình thường đúng Đúng không? rồi, đúng Dạ. rồi, chuyển qua một cái khớp khác, cái chỗ mà nó đau trước nó hết đau, nhưng cái khớp khác Dạ. nó đau đó, là như vậy. Dạ. Với chỗ cô cho em hỏi nữa là trong cái bệnh Kawasaki á cô thì có một cái triệu chứng là hồng ban đa dạng á cô, thì em không biết nó là hồng ban đa dạng là sao cô. Morbilliform nghĩa là nó tùm lum hết á. Đây chứng của hồng ban đa dạng nè em, nó tùm lum hết á. Thí dụ như nãy cô nói hồng ban dạng đĩa của ông lipid nó giống như tròn như cái đĩa như nãy em thấy không? Dạ. Còn hồng ban đa dạng nó là gì nè, nó tùm lum hết vậy nè, nó như vậy nè, nó như vậy Dạ, nè, tức nghĩa là là nó không có cái nó hình gì tùm lum, ra cái gì hết. nó không có hình, nó mọc vi phạm mà nó không có hình đó, nó vậy đó, nó nằm rải rác vậy đó, nó không có cố định ở một vị trí đặc biệt đó, nó không có rõ ràng nữa, có cái to cái nhỏ. Đúng rồi, nó em thấy cái nhiều lúc đó, cái vết đỏ này nè, cái to cái nhỏ, cái đo cái nhỏ. Cái bệnh Kawasaki hôm nay các em để ý đến những cái hình cô đưa ha, cô biết chắc chắn là khi em gặp em sẽ chẩn đoán được nó là một cái triệu chứng trên lâm sàng. Nên nếu mà hôm nay em đã học được cái bài này thì cô biết chắc chắn khi em gặp nó thì em sẽ chẩn đoán được ngay luôn đó, là Kawasaki. Dạ, em cảm Rồi. ơn cô ạ. Dạ cô ơi. Dạ là Sao? ở tiêu chuẩn Kawasaki này nè cô. Mình có cô em có nghe cô nói là mình có triệu chứng là bốc da, chóc da ở vùng hậu môn thì đó là triệu chứng rất đặc hiệu. Vậy thì mình có cái triệu chứng đó mà không đủ trên 4 trên 5 dấu hiệu thì mình khẳng định luôn là Kawasaki được không cô? Nó phải có sốt. Nó phải có sốt trên 5 ngày ha. Thông thường á, kinh nghiệm cô đó, nó phải có những cái triệu chứng đi kèm. Nó ít khi mà chỉ có sốt và cái tróc da quanh hậu môn lắm, nó ít lắm, nó cũng phải có, ít nhất em cũng phải có thêm triệu chứng này thêm triệu chứng kia. Tuy nhiên cái Kawasaki nó có cái dạng này này, cái đây là cô không có muốn vô rõ chi tiết, nhưng mà đây là cái dạng điển hình đó. Điển hình đó, thì em có sốt trên 5 ngày và có 4 trên 5 dấu hiệu này. Tuy nhiên dạng không điển hình em không có đủ triệu chứng này đâu. Em có sốt trên 5 ngày nhưng có khoảng 2-3 triệu chứng à. Cái đó mới là khó đó. Cái dạng không điển hình mới là khó. Nhưng mà thí dụ như dạng không điển hình em không có đủ gì hết á, em có cái tróc da quanh đầu quanh hậu môn thì chắc chắn là nó rồi đó. Nói tóm lại, thông thường
thường có sốt, và nếu mà em có trong gia quanh hậu môn em có thể chẩn đoán là nó luôn rồi. Nếu mà để muốn trả lời cái câu của em một cách dứt khoát, cô cũng trả lời được như vậy, nhưng mà hiếm lắm. Thường nó phải có những cái triệu chứng khác đi kèm, cũng phải có một cái gì hồng ben, có cái mắt đỏ đỏ hoặc cái môi nó đỏ đỏ, thí dụ vậy. Kawasaki nó đặc biệt là như vậy. Nhưng mà cô nhắc cái mấy em là triệu chứng quanh hậu môn nó đặc điểm của nó là nó chỉ có ở Kawasaki mà thôi, chứ nó không có trong bệnh khác đó, vậy đó. Mà trong Kawasaki thường em cũng có một hai triệu chứng khác đi kèm, chứ không có, mình có nói là chắc chắn là nó đây rồi. Dạ cô ơi. Dạ alo cô nghe Ơi, không? Dạ cô cô nghe, ơi, cô nghe. dạ cho con hỏi là trong cái cận lâm sàng của cô thì có một cái là điện di đạm á, thì trong trường hợp nào á, mình sẽ cho bệnh nhi đi điện di đạm khi mà nghĩ đến những bệnh lý gì ạ? Lý tự miễn nha. Hoàng, để cô quay lại cái slide của con. Rồi, là con đang sáng nằm trên. Cái điện di đạm, tại sao mình chỉ định điện di đạm? Đây ha, xét nghiệm miễn dịch học. NAS là rheumatoid factor điện di đạm. Khi em nghi ngờ bất kỳ một cái bệnh lý nào về miễn dịch, rối loạn miễn dịch do nguyên nhân kháng thể nha em. Chứ miễn dịch tế bào, miễn dịch gì khác á, thì không cần, chỉ nếu mình nghi ngờ miễn dịch tế bào á, thì mình không có điện di đạm. Miễn dịch kháng thể thì em chỉ định điện di đạm là tại sao? Này để cô, cảm ơn em đã hỏi cô cái câu này. Lý do là cô có nhiều slide nói về cái điện di đạm này lắm, nhưng mà cô để ở trong một cái bài giảng khác, cô không có để trong cái bài này, tại đó giờ không có ai hỏi cô hết, không có em nào hỏi cô hết. Đúng ra là cô nên để thêm để cho các em tham khảo á. Mà cảm ơn em, tại vì nó nằm trong cái bài khác. Tại sao điện di đạm? Trong cái điện di đạm em đo lường cái gamma globulin nè, điện di đạm. Có cái hình của cô dạy trong cái bài nào cô, nhiều nhiều cái slide lắm, cô nói nhắn tắt cho em đi. Trong điện di đạm em đo lường cái gamma globulin nè ha, em đo lường được cái tỷ lệ albumin trên globulin nè, em đo lường cái alpha 1, alpha 2, gamma, beta nữa đó, beta globulin và gamma globulin nè. Trong một số những cái bệnh lý miễn dịch em có, thí dụ như thận hư chẳng hạn, là alpha 2 nó tăng. Còn trong lipid đỏ thì em có gamma globulin tăng. Thì khi đó đó, cái điện di đạm là cái để nó hướng cho em là cái globulin nào tăng. Thí dụ như gamma globulin nè, tăng trong lipid đỏ chẳng hạn ha. Gamma globulin nè, nó là kháng thể. Gamma globulin nó là immunoglobulin nè, nó là kháng thể. Thì khi đó nếu mà em đọc một cái điện di đạm mà em thấy gamma globulin tăng là em biết coi chừng bệnh nhân này nó có kháng thể tăng đó, thì nó hướng cho em đến một cái bệnh lý miễn dịch qua dịch thể. Cô nói nó rõ chưa? Cái chỗ này đúng ra cô có slide này nhiều lắm về cái này, nhưng mà nó nằm ở trong cái bài giảng khác. À, để cô đi tìm cái bài giảng cho các em. Ở đây cô, nó nằm ở sau đại học Nhi. Được không? Chỗ đó cô nói rõ cho em chưa, hay cần cô phải Dạ. bài giảng nhiều không? Được không? Được chưa? Dạ, Cái chỗ em đó hiểu cô rồi phải ạ. cần show hình lên đưa lại ha. Tại vì nó nằm trong cái bài dấu ấn của hiện tượng viêm của cô nè. Rồi, các em có bài câu nào khác nữa không? Với cho em Cô hỏi thêm sẽ một tăng câu. à.
Rồi em hỏi đi. Khi mà mình nghi ngờ là viêm khớp nhiễm trùng á, mình cho cái máu lại nước tiểu thì lúc đó là bệnh cảnh lúc đó là chuyển thành nhiễm trùng huyết hả cô? Đây ở đây cô cho cái máu không, chắc là phải cho rồi đó ha. Mình nhắm nghĩ là gì không, có nghĩa là gì, khi trong một cái viêm khớp mủ á, em thấy bệnh nhân nó sốt ha, viêm khớp mủ em nghi ngờ nhiễm trùng, cái để cho em gọi là cô dùng từ gì ta, academic nhất, em điều trị đúng nhất ha, để em chọn một cái kháng sinh đúng nhất, đó là trước khi em sử dụng một cái kháng sinh phỏng đoán, em cần tìm bất cứ ở nơi nào em có thể tìm được là do cái con vi trùng gì, thì bất cứ nơi nào em có thể tìm được đó là em cấy máu, cấy nước tiểu, chọc vào dịch khớp nếu cần. Đó là ba cái nơi mà em có thể tìm được cái con vi trùng qua cấy. Thì khi đó em quyết định đánh kháng sinh đi. Mà em kháng sinh trước khi nha, em phải lấy những cái dịch đó trước khi em đánh kháng sinh. Kháng sinh em sử dụng là một cái kháng sinh phỏng đoán probabilist, có nghĩa là gì? Đối với một cái kháng sinh ở một cái nhiễm trùng khớp ha, thường nãy cô nói em đi tìm ngã vào, nó thường là cái gì? Là con Staphylococcus. Thì khi đó em sẽ hướng cái kháng sinh em để điều trị Staphylococcus. Mà Staphylococcus là gì? Bây giờ là cái mà nó ít kháng nhất là lại là vancomycin rồi. Còn lại những cái cephalo thế hệ thứ nhất, những cái còn lại nó kháng gần như là 70% hết trọi hết trơn rồi. Mấy cái hồi thời xa xưa của cô Bristol Penn này kia giờ đâu có dùng được nữa đâu. Đối với Staphylococcus thì hiện tại bây giờ chỉ còn là vancomycin mà thôi. Thì do đó mà sao em phải đánh cái kháng sinh phỏng đoán trước, cái cấy máu, cấy nước tiểu, cấy dịch này kia khớp chẳng hạn, 48 tiếng đồng hồ sau vi trùng nó mới mọc. Cho nên khi em có cái vi trùng mọc mọc rồi á, nếu mà ra được cái con vi trùng á, thì em nhìn cái kháng sinh đồ và em điều chỉnh cái thuốc theo kháng sinh đồ. Cái đó là cái cách đúng nhất mà em làm đúng nhất cho bệnh nhân. Mà nếu ở môi trường bệnh viện là bắt buộc cô khuyên các em nên làm, là tại vì mình đã cho bệnh nhân nhập viện rồi, mình sắp sửa mình dùng kháng sinh đường truyền tĩnh mạch rồi, viêm khớp mủ mà. Làm gì mình không nên lấy cái cấy máu, cấy nước tiểu, và cấy máu, cấy nước tiểu là đủ rồi. Đối với cô, thậm chí cô cũng không có chọc dịch khớp nữa. Cô chừng khi mà cô chẩn đoán không ra thì cô mới chọc dịch khớp. Tại vì em chọc dịch khớp đôi lúc cũng không nên, em rút dịch khớp thì cũng được đó, nhưng mà cấy máu, cấy nước tiểu đủ đủ để em có cái con vi trùng ở ở trong đó. Chừng khi nào mà em nghi ngờ giữa cái mủ với lại một cái vô trùng á, thì khi đó em hãy chọc dịch khớp. Còn nếu mà mủ rõ ràng thì thôi thì cọc dịch khớp cũng được để rút mủ, nhưng mà cái đó cũng giúp một phần nào đó thôi. Rồi và sẵn cái câu em hỏi cô luôn á, cái lời khuyên của cô mà đó giờ cô cứ nói với các bác sĩ hoài mà đôi lúc cô thấy trong bệnh viện cũng chưa có làm tốt, khi chúng ta sắp sửa sử dụng một cái kháng sinh, nhất là một cái bệnh nặng hơn, một cái bệnh viêm màng não mủ, nhiễm trùng tiểu trên, viêm đại bể thận cấp, chúng ta sử dụng một cái kháng sinh probabilist, nghĩa là gì, phỏng đoán, thì trước đó em nên đi tìm với tất cả những nơi em có thể tìm được cấy máu, cấy nước tiểu, cấy các dịch có thể được trước khi em dùng kháng sinh. Đó là cái lời khuyên, là tại vì sao khi mà em đánh kháng sinh vô rồi sau đó em nó kháng thuốc tùm lum tà la cái gì đó mình không biết, rồi á, em không biết đường mà sử dụng cái kháng sinh để đổi thuốc nó, cho nên cô khuyên cái lời khuyên đó sẵn cái câu em hỏi cô khuyên các em, thậm chí viêm màng não ha, người ta cấy dịch não tủy ha, trước khi người ta sử dụng kháng sinh để sau đó lỡ mà có cái gì đó ít ra em còn cấy được cái con vi trùng và em có kháng sinh để em đổi nếu nó kháng thuốc nó như vậy đó. Phổi cũng vậy em ha, một cái nhiễm trùng phổi là gì, người ta lấy đàm nè, người ta thậm chí mà những cái ca mà nhiễm trùng phổi nặng mà tái đi tái lại mà điều trị khó khăn kháng thuốc á, là gì, người ta phải làm cái
NTA á, người ta để đặt cái ống xông vô tuốt ở trong cái phế quản á. Ừ, ta rút cái dịch ở trong đó, người ta rút cái dịch ở trong đó ra, người ta cấy trước khi người ta dùng kháng sinh. Thì cái đó mình phải tập cái thói quen, mình đi tìm cái con vi trùng, mình để nó qua một bên, 48 tiếng hồ sơ mới có kết quả mà, trước khi em sử dụng cái kháng sinh, để em đừng có cục đầu nó đó, người ta gọi là decapitate đó, nghĩa là em cắt đầu của, em cục đầu đi một cái nhiễm trùng. Ừ, câu của em là như vậy đó, cái lời khuyên của cô là như vậy. Các em hỏi những cái câu đó là rất là tốt ha. Cô rất là mong các em suy nghĩ, hỏi. Tại vì tất cả những cái này là những cái cô không nói được hết trong một cái bài giảng. Ừ. Dạ, Đó. ý con á cô là khi mà mình đã Ừ. xác định là nhiễm viêm khớp nhiễm trùng thì mình chỉ cần rút dịch khớp nếu mà có vi trùng hay không, còn nếu mà mình đã cấy máu là trong máu có vi trùng thì lúc đó nó trong bệnh cảnh là nhiễm khuẩn huyết phải không ạ? Đúng rồi. Cái nhiễm khuẩn huyết nó gây viêm khớp mủ. Cái bệnh cảnh đó là cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết gây viêm khớp mủ, hoặc ngược lại, viêm khớp mủ gây nhiễm trùng huyết. Em không phân biệt được đâu. Một cái Dạ. nhiễm trùng huyết do một cái đường nào đó nó gây cái viêm khớp ngay chỗ đó, đó. Cô đâu biết được do gì đó, thì cái viêm khớp đó là hậu quả của nhiễm trùng huyết. Nó đi bằng cái đường, bằng đường huyết, thậm chí nó đâu phải là ngoài da đâu em, nó thậm chí nó đâu phải ngoài da, cho nên nó có thể là một cái con vi trùng khác. Và ngược lại, cái viêm khớp mủ này nếu mình điều trị không có nhanh á, không có sớm á, thì nó lan tùm lum hết, nó gây nhiễm trùng huyết đó, nó nằm hai cái, nó có thể Dạ nguyên nhân. À, rồi là vì thế nên mình mới sao em? cấy rồi mình phủ kháng sinh từ đầu luôn đúng không? Đúng rồi, Dạ rồi. Dạ con cảm đúng. ơn ạ. Ừ. Dạ cô ơi. Các em cần ơi. Dạ về cái bệnh cảnh đau khớp nó kéo dài con thì mình có thể nghĩ tới một cái bệnh cảnh do con lao gây ra được không cô? Có chứ hả? Có chứ. Lao khớp cũng cũng có thể có chứ. Vẫn nghĩ đến á, nếu bệnh cảnh đi kèm mà ha, thường là lao thì nó hiếm, lao khớp nó hiếm xảy ra. Nhưng thí dụ như em thấy bệnh nhân nó có VS tăng nè, hoặc là có những cái biểu hiện em nghi ngờ, thì em phải đi về cái hướng lao á. Có, nhưng mà hiếm lắm. Cái lao khớp nó rất là hiếm xảy ra. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Ngoài ra các em có câu hỏi gì không? Nếu chúng ta hết câu hỏi, chúng ta tạm chấm dứt bài lúc này ha. Chúng ta tạm nghỉ. Chúc các em học tập tốt ha. Bài giảng cô không biết các em có rồi hay chưa, cô không biết nữa. Nếu chưa có thì lớp trưởng gửi email qua cho cô nha. Rồi cô sẽ gửi cho các em. Chúng ta tạm ngừng bây giờ nha. Chào các em ha. Alo alo, ngồi nghe Dạ, không biết em chào cô. Dạ, em nữa. chào cô. Dạ, em chào cô. Chào các con.